là thế hệ con rồng cháu tiên, với sức trẻ và nhiệt huyết cống hiến, thanh niên Việt Nam ngày càng phải phát triển hơn nữa cả về thể lực và trí lực trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa để góp phần cùng xây dựng đất nước phát triển toàn diện. Các bạn trẻ là đội tiên phong, đi đầu trong việc dám nghĩ, dám làm, thay đổi trong tư duy sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ 4.0 vào cải tiến sản xuất nông nghiệp nông thôn, giúp cho nông nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển thịnh vượng.